Thưa sư, lời nguyện như nào là hợp lẽ? Lời nguyện hàng đêm của con trước khi đi ngủ là nguyện tất cả phước lành mà con đã làm từ vô thủy tới bây giờ xin hồi hướng cho vô lượng chúng sanh ở vô lượng vũ trụ đều được an vui, vân vân. Rồi nguyện cho cha mẹ sớm có kiến và chứng đắc đạo quả. Nguyện phước lành con đã làm được chỗ vừa đủ để thành tựu những mong cầu ở thế gian, để sanh ra thêm nhiều sự nhàm chán để tiếp tục con đường chứng đạo quả. Con không biết lời nguyện của con có đủ hợp trí 100% theo tinh thần Theravada chưa? Nếu chưa, xin được sư góp ý để hiệu chỉnh lời nguyện cho hợp lý hơn. Tóm gọn lại là vị này có 3 lời nguyện. Một là nguyện cho chúng sanh, 2 là nguyện cho gia đình và 3 là nguyện cho bản thân. Thì cái nguyện cho chúng sanh và nguyện cho gia đình á, nó chỉ đơn thuần là tấm lòng mong mỏi của mình thôi. Xuất phát từ tâm từ và xuất phát từ sự truy ơn. Còn bản thân người đó thì họ có nghiệp của mình. Giống như trường hợp mà bà Súp Bá Hoa Sa đó, khi mà bà chuyển dạ thì bà nhờ chồng của bà đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn xét thấy là nghiệp của bà Súp Bá Hoa Sa là đến đây là đã chấm dứt. Cho nên là Đức Thế Tôn mới nói là chúc cho, đại loại là chúc cho mẹ tròn con vuông. Rồi trong rất nhiều những trường hợp khác ở trong chú giải pháp cú thì một vị nào đó nguyện thì ví dụ như là cúng dường đặt bát cho một vị Phật độc giác, rồi nguyện cho con chứng đắc điều mà ngài chứng đạt, thì vị Phật độc giác đó sẽ nguyện là cầu mong cho những gì mà quý vị mong mỏi thì được mau thành tựu. Thì cái điều đó đó, tức là cái sự chúc phúc hoặc là cái điều mong mỏi đó mang ý nghĩa là xác nhận và một lời chúc. Còn cái chủ yếu là vẫn phải nương nhờ vào sự nỗ lực cố gắng của cá nhân người ấy. Nhớ dùm sư bài kinh như trong tương ưng đó, cái hũ đựng đá mà rớt xuống sông, 100 ông bà la môn có đứng cầu nguyện nó cũng không có nổi được. Mà cái hũ đựng dầu á, quăng xuống sông, 100 ông bà la môn có cầu nguyện thì nó cũng không có chìm được. Cho nên cái chuyện là mình nguyện cầu cho chúng sanh, nguyện cầu cho gia đình, bản thân nó là điều tốt nha. Còn được hay không là phải do bản thân các vị ấy cố gắng. Còn cái nguyện mà cho mình á, thì nó lại mang tính chất là những điều phước tôi tạo, tôi muốn nó hướng theo cái kiểu chỗ quả mà tôi mong muốn, thì nó lại xuất phát từ cái phước của chính bản thân mình. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì sư cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Đức Hạnh Tệ. Đó là cốt lõi thưa quý vị, mà sư nghĩ á, nhưng một điều rất là quan trọng nha, là sư gọi là có thể thôi, có thể. Nếu mà cái vị này nè, này nghe Đức Hạnh Tệ giải thích, hoặc là một số vị trên live nghe Đức Hạnh Tệ giải thích á, nếu mà mình nói là nghe, mình chưa có cái sự chú tâm, nếu mà mình chưa có sự chú tâm, hoặc là mình Phật pháp á, mình đôi khi mình chưa có nắm vững lắm á, thì suy nghĩ là phải nên nghe đi nghe lại nhiều. Tại vì ở trong đó đó cái ví dụ mà Đức Hạnh Tệ đưa ra nó rất là sâu sắc thưa quý vị đó, mà phải cần nghe đi nghe lại thì mình mới hiểu đó. Cho nên là chính vì đầy đủ như vậy á, thì sư cũng không có bổ sung gì thêm, nhưng mà sư chỉ ở đây á, là sư
chỉ giống như là để xác nhận một cái vấn đề và để cho quý vị có thêm cái niềm tin, đúng không, để biết thêm mình là mình đúng hay không đúng, để cho mình có niềm tin mình tu tập thôi. Đó là quý vị nói là cái vấn đề quý vị kể trên đó là có gọi là đủ hợp chí 100% chưa, nghĩa là tâm cái tâm nguyện đó. Xin thưa quý vị, thì để gọi là hợp chí ở đây là sư sẽ không không sư sẽ không nói là có hay là không nha, nhưng mà để gọi là hợp chí thì quý vị biết rồi đó, là mình đầu tiên mình gọi là bèo nhất á, là mình có niềm tin vô nghiệp quả của nghiệp, mình tin có thiện có ác, mình tin có sự chứng đắc vị Phật toàn giác, mình tin vô tam bảo, đó là ân đức Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo đó, mình tin vô là có sự giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, chứng đắc niết bàn đó. Nếu quý vị có cái yếu tố đó thì khi quý vị làm cái thiện nghiệp gì, sư nói làm thiện nghiệp nha, thiện nghiệp đây, thiện nghiệp thì sư đã nhắc ngoài đó là gì, là phước, làm phước vật, phước đức, phước trí, không rồi hay là làm ba cái loại thí đó, là tài thí, pháp thí và vô ý thí, thì nó có hợp chỉ. Đó là quan trọng nhất, quý vị vẫn phải tự mình tự trả lời câu hỏi này thôi, và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp.